Hàng năm, hội đã tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình liệt sĩ. Cụ thể, hội đã trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa cho 4 gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với giá trị là 300 triệu 700 ngàn đồng. Tặng 35 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng, bằng số tiền là 175 triệu đồng. Hội hỗ trợ các gia đình liệt sĩ đưa đón viếng 65 hải cốt liệt sĩ về quê an táng với tổng số tiền là 230 triệu đồng. Tặng gần 1.000 xuất quà động viên các gia đình liệt sĩ và người có công trên 370 triệu đồng. Với nhiều các hoạt động hỗ trợ khác như giám định ADN, hỗ trợ xăng xe cho các gia đình đưa đón hải cốt liệt sĩ về quê an táng, tổng số tiền tri ân từ khi thành lập đến nay là trên 1 tỷ 100 triệu đồng. Cùng với rất nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hội còn phối hợp tổ chức đêm nhạc lời tri ân với những ca khúc hát về người lính và quê hương đất nước do nhạc sĩ, nhà giáo ưu tú Vũ Văn Viết sáng tác để quyên góp hỗ trợ các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền quyên góp được trên 100 triệu đồng. Chúng con